Mến chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh của Hoa Kiển Trúc Ly nha. Hôm nay là lô trưa ngày 13 tháng 5 năm 2023 nha cô chú anh chị. Vườn con lên một lô hoa giấy nha. Buổi trưa là vào lúc 11 giờ thì con đăng qua giấy. Một ngày thì con đăng khoảng 5-6 cây vậy đó cho cô chú anh chị mình chọn nha. Quay nhiều quá thì cô chú anh chị mình có coi có thể bị mỏi mắt á. Nên con quay 5-6 cây với quay nhiều quá con đăng con đóng hàng cũng không có nổi luôn nữa. Ngày con đóng 5-6 cây thì con đóng nổi chứ đóng nhiều quá con nó không nổi. Tại vì mỗi cây con đóng tới khoảng gần tiếng đồng hồ mới được một cây. Giá là con bao ship gửi tận nhà luôn. Cây là con gửi đi là con đóng khung tre chắc chắn rồi con mới gửi nha. Đóng khung tre chắc chắn rồi mới ốp thùng giấy rồi mới gửi đi. Cho nên nếu mà khách chốt cây thì qua hôm sau con mới gửi được. Số điện thoại đặt hàng của vườn con là 0358 899 853. Số này con có Zalo luôn nha cô chú anh chị. Vườn con là có chế độ bảo hành cây 1 tháng cho khách luôn. Trong vòng 1 tháng nếu mà cây có chết cây, chết bo gì đó cứ chụp hình gửi con. Nếu mà đúng như cái cây mà con bán mà nó bị hư á thì con sẽ bồi hoàn tiền cây lại cho cô chú anh chị mình. Cho nên cô chú anh chị mà mua cây bên con thì cứ yên tâm nha. Còn giống là con bảo hành giống luôn. Con sẽ đi vào cây số 1. Số 1 này là một em màu vàng Fantasy. Màu này hổm rài có khách kiếm cũng rất là nhiều. Nhưng mà con có một cây để bán thôi. Còn mấy cây kia thì con để làm giống. Con cắt giống rồi con mới bán được. Hôm nay lựa ra được một cây nè. Cây này về làm giống cũng khá ok nha cô chú anh chị. Vàng, cái bo nè. Cái này vàng là vàng lá đốm á. Màu vàng lá đốm nha. Vàng chanh. Mã số 1 này hoành 10 và cao 70. Đây là cái gốc của vàng số 1. Cái đế nó xoắn xoắn rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đế nó hình xoắn ốc rất là đẹp luôn. Cây thì thân một cốt đi lên như thế này. Lên đây phân hai nhánh. Hoành 10 cao 70. Mã số 1 280.000. Một cây vàng Fantasy. Đảm bảo chuẩn giống nha. Chuẩn giống cho mình nha. Đây mã số 1. Con qua mã số 2 nha. Mã số 2 là một cây tím tuyết đang búp nụ rất là nhiều. Tím tuyết này lại là siêu siêu hoa luôn á. Hoa nó ra không ngừng nghỉ luôn. Rất là dễ hoa. Hoa lâu tàn nữa. Đang búp nụ nhỏ rất là nhiều như thế này. Mã số 2 này hoành 14,5 và cao 75. Con sẽ quay cái đế cho cô chú anh chị mình xem nha. Đế đặt kẹo luôn như thế này. Đế đặt luôn nha. Cây thì thân một cốt đi lên. Một cốt đi lên một khúc vậy nè. Rồi nó phân nhánh nha. Ở dưới phân ba nhánh. Lên thẳng lên một nhánh nữa. Tổng cộng có 4 nhánh nha. Mã số 2 là một cây tím tuyết kiếp tần. Cây này mà cái bộ tàn nó dày một chút là rất là đẹp. Nó tần như thế này nè. Cái tầng hình nón á. Mã số 2 300.000 bao ship nha. Một cây tím tuyết. Tím tuyết nhìn cái hướng này rất là đẹp nè. Tầng tầng tầng. Mã số 3 nha cô chú anh chị. Số 3 là một cây con ghép hai màu. Đó là cam lửa và đỏ lửa nha. Cây này nó giống tím lửa hơn. Ruby lửa. Cái cam á, là cái đọt nó màu cam như thế này. Còn ruby á, là cái đọt nó hơi tím tím. Cây ghép hai màu như thế này nha cô chú anh chị. Cây này nó rất là có dáng luôn nè. Cái này giống như là hai cái chân. Cái này giống như là cái tay nó đang chống nạnh. Cây mini mà dáng khá là đẹp ha. Mã số 3 này hoành 11,5 và cao 60. Cây này 250.000 nha. Cây chân dài nè. Nó giống như hai cái chân đang đứng vậy nè. Rất là có dáng luôn á.
Còn cái tai nó đang chống lên nè, khá là đẹp nha. Lạ, không đẹp nó lạ. Mã số 3, một cây hai màu cam lửa và ruby lửa, 250.000. Đây, nhiều nhánh luôn, tàn nhiều luôn. Mã số 4, mã số 4 là một em cành vàng lá ngọc nha. Hổm rài có cành vàng lá ngọc lớn, là loại lớn là con bán hết luôn rồi á. Còn loại này là loại nó nhỏ hơn. Đây, hoa là hoa hai màu trắng hồng nha cô chú anh chị. Còn cái lá này, lá nó có cái ngọc màu vàng nè. Còn cái cành nó vàng luôn nha. Đây, cái cành nó vàng luôn, đúng với cái tên cành vàng lá ngọc luôn. Mã số 4 này hoành 10 và cao 60. Cây này 300.000 con bao ship nha. Đây là cây đế mã số 4, cây phân hai nhánh như thế này. Đây là bộ đế. Cây cành vàng lá ngọc. Còn qua cây số 5. Cây số 5 là một cây tím Pháp đang hoa, đang búp nụ rất là nhiều như thế này. Tím Pháp là màu hoa tím đậm, sai qua to nha cô chú anh chị. Đây, cô chú anh chị mà thích màu tím đậm thì sưu tầm cái màu này là quá ưng ý luôn á. Màu này cũng rất là dễ chăm. Đang búp nụ nhỏ rất là nhiều, tàn nhiều như thế này. Mã số 5, hoành 15 và cao 1m. Cây này 300.000 nha. Đã vào chậu lục giác sẵn luôn, mình về mình không cần thay chậu, mình chỉ cần tưới nước rồi mình chơi thôi. Hoa giấy nó rất là dễ chăm. Mình ít sử dụng phân hóa học nha. Sử dụng phân hữu cơ là đa số nha các anh chị. Một cây gì cũng vậy hết á. Mình sử dụng phân hóa học quá nhiều thì cây nó sẽ bị si. Vườn con là thiên về phân hữu cơ nhiều hơn. Hoa là để nó ra hoa tự nhiên, còn nếu muốn nó ra cây nào mà nó khó ra hoa thì mình chỉ thêm một ít lân là nó ra hoa thôi. Tím Pháp nha, tím Pháp đang nụ nhỏ rất là nhiều nha các chú anh chị. Một hai cốt tàn đẹp luôn, hai cốt xuông xuông lên tàn rất là đẹp. Cây tiếp theo là một cây dưa hấu đỏ. Dưa hấu đỏ này đây, mới thấy màu đỏ của dưa hấu luôn á. Còn nó nở lâu thì nó sẽ ra màu hồng nha. Cái đọt mới nở nè. Cây này mới cắt tàn lên là nó xum xê bông nữa. Cái loại này cũng khá là dễ chơi nha. Mã số 6, hoành 14,5 và cao 85. Cây phân 3 nhánh như thế này. Cây phân 3 nhánh như thế này nha. Đây là bồ đế. Mã số 6 300.000 nha. Cây dưa hấu 300. Cây này mới xài lần nè, một ít lần nè. Cây chỉ cần mà nó cây nào nó không chịu ra hoa, mình chỉ cần sử dụng một ít lần, mình xiết nước một thời gian, mình sử dụng lần là nó sẽ ra hoa nha các chú anh chị. Mã số 6, một cây dưa hấu 300.000. Đây như thế này. Rồi hôm nay con có 6 cây, cô chú anh chị mà lựa được cây nào thì cứ alo số điện thoại của con giùm nha. Cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ vườn con thời gian vừa qua.